Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong việc giải phương trình mũ cũng như là phương trình logarit. Cụ thể, ở bài số 4 này, chúng ta bắt đầu làm quen với việc giải phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số. Qua bài tập số 3, gồm 6 câu hỏi nhỏ là A, B, C, D, E, F. Chúng ta sẽ làm quen với việc đưa về cùng cơ số để giải quyết bài toán như thế nào. Nếu chúng ta nhìn sơ qua, thì chúng ta sẽ thấy ngay là câu A, B, C, việc đưa về cùng cơ số khá đơn giản. Thì câu D, E, F cũng tương tự, nhưng mà ở đây nó có một số điểm lưu ý. Thì khi chúng ta đến câu E, câu F hay là câu D, thì thầy sẽ nói, để không mất nhiều thời gian, chúng ta sẽ đi vào câu A. Chúng ta sẽ giải quyết nhanh như sau. Ở bài đầu tiên này, chúng ta thấy rằng đã cùng cơ số 2. Tới đây chúng ta có hai cách xử lý. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ chuyển logarit cơ số 2 của x cộng 3 về với phải. Khi đó chúng ta sẽ thấy rằng x cộng 1 nó sẽ bằng x cộng 3, nhưng kết hợp theo điều kiện là x cộng 1 dương với lại x cộng 3 dương. Thì ở đây, bởi vì x cộng 1 bằng x cộng 3 nên chúng ta chỉ cần là x cộng 3 dương là đủ, tương đương x lớn hơn trừ 3. Cái phương trình số 2 tương đương là 1 bằng 3, nhận thấy ngay ở đây là hệ phương trình nó sẽ vô nghiệm. Cách số 2 tương tự như cách số 1, chỉ có điều chúng ta sẽ đặt điều kiện ngay từ đầu. Điều kiện x cộng 1 dương và x cộng 3 sẽ dương. Chúng ta đặt phương trình đầu tiên là phương trình sau. Khi đó phương trình sau nó sẽ tương đương logarit cơ số 2 của x cộng 1 sẽ bằng logarit cơ số 2 của x cộng 3. Tức là chúng ta tương đương là x cộng 1 bằng x cộng 3, tương đương 1 bằng 3 và phương trình vô nghiệm. Chúng ta xong câu A. Chúng ta tiếp tục câu B. Logarit cơ số 2 của x trừ 2 bằng logarit cơ số 4 của 2x cộng 5. Đầu tiên chúng ta đặt điều kiện x trừ 2 dương và 2x cộng 5 dương. Bóc phương trình phía trên là x lớn hơn 2, ở dưới là x lớn hơn trừ 5 phần 2, cùng lớn ta sẽ chọn số lớn. Tức là chúng ta lấy giao lại là x lớn hơn 2. Khi đó phương trình sau sẽ tương đương. Chúng ta sẽ đưa vào cùng cơ số 2. 4 chính là 2 mũ 2. Như vậy, ở đây logarit cơ số 2 mũ 2 bằng 2x cộng 5. Lưu ý rằng số mũ ở dưới chúng ta sẽ đưa xuống dưới, tức là chúng ta sẽ lấy 1 phần lên. Logarit cơ số 2 mũ 2, số 2 đó chúng ta sẽ đưa dưới, tức là 1 phần 2 logarit cơ số 2 của 2x cộng 5. Tới đây, thầy sẽ nhân số 2 về bên trái và số mũ đứng trước, chúng ta sẽ đưa nó lên trên, tức là logarit cơ số 2 của x trừ 2 bình bằng logarit cơ số 2 của 2x cộng 5. Tới đây, câu C. Đầu tiên chúng ta đặt điều kiện x dương và x cộng 1 dương. Phương trình sau tương đương. Chúng ta sẽ đưa vào cùng cơ số 2. Đầu tiên 2, nó chính là logarit cơ số 2 của 2 mũ 2, tức là logarit cơ số 2 của 4.
1 phần 2 chính là 2 mũ trừ 1. Căn 2 là 2 mũ 1 phần 2. Từ đây, logic cơ số 2 cụ 4. Logic cơ số 2 mũ trừ 1 trừ 1 chúng ta sẽ đưa xuống dưới, tức là 1 chia trừ 1 bằng trừ. 2 mũ 1 phần 2 chúng ta sẽ đưa 1 phần 2 xuống dưới, tức là 1 chia 1 phần 2 là 2. Chúng ta thực hiện các phép toán. 4 nhân cho x cộng 1 tất cả bình và chia cho x. Từ đây chúng ta sẽ tương đương. Từ đây chúng ta sẽ nhân x về bên phải. Chúng ta chuyển x về phía trái. Chúng ta sẽ còn lại là 4x bình cộng 7x cộng 4 bằng 0. Chúng ta thực hiện bấm máy tính. Nhận thấy rằng phương trình vô nghiệm, như vậy chúng ta sẽ ghi là phương trình vô nghiệm. Chúng ta đã giải quyết xong câu C. Câu D. Nhận thấy rằng đây là cùng cơ số 5. Điều kiện x trừ 2 dương, x trừ 4 tất cả bình dương, thì tương đương là x trừ 4 nó sẽ khác 0. Phương trình sau sẽ tương đương. Chúng ta sẽ đưa số 2 lên trên. Như vậy ở đây là logarit cơ số 5 của x trừ 2 tất cả bình. Cộng cho logarit cơ số 5 của x trừ 4 bình bằng 0. Tổng. Thế như vậy chúng ta sẽ nhân lại x trừ 2 bình nhân cho x trừ 4 bình bằng 0. Bình phương bằng 1 thì chúng ta sẽ tương đương là biểu thức trong cặp ngoặc vuông bằng 1 hoặc là trừ 1. Tới đây chúng ta giải hai phương trình bậc 2 bình thường. Chúng ta sử dụng máy tính nhớ đối chiếu điều kiện. Như vậy là xong. Chúng ta qua câu E. Logarit cơ số 2 của x cộng 1 mũ 3 cộng logarit cơ số căn mũ bậc 3 của 2 x cộng 2 bằng 1. Đầu tiên chúng ta đặt điều kiện. Phương trình sau sẽ tương đương. Bài này chúng ta sẽ đưa vào cùng cơ số 2. Như vậy ở đây, đầu tiên chúng ta hạ số 3 xuống. Bởi vì x cộng 1 của mình chúng ta dương, nên chúng ta hạ xuống bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Căn bậc 3 của 2 là 2 mũ 1 phần 3. Mũ 1 phần 3, 1 chia 1 phần 3 sẽ là 3. Tới đây chúng ta sẽ nhóm 3 làm nhân tử chung. Và sau đó chúng ta sẽ chia 3 về phía phải.
chúng ta sẽ được logarit cơ số 2 của x cộng 1 nhân cho x cộng 2, chúng ta sẽ bằng là 1 phần phần 3. Thì tới đây chúng ta sẽ tương đương là x cộng 1 nhân cho x cộng 2 chúng ta sẽ bằng là 2 mũ 1 phần 3. Hai mũ phần ba tức là căn bậc 3 của 2. Thì tới đây chúng ta giải một cái phương trình bậc 2 bình thường. Thầy xem như đó là một bài tập rồi nha. Chúng ta qua câu F. Chúng ta cùng phân tích câu F. Câu F chúng ta nhận thấy ngay đây là logarit cơ số 6. Đầu tiên chúng ta đi vào đặt điều kiện. Điều kiện x trừ 1 chia cho x cộng 7 khi dương. Ở đây x cộng 7 ở dưới mẫu, như vậy là x cộng 7 khi 0. Thứ hai, x trừ 1 tất cả bình phải dương, đồng nghĩa việc là x trừ 1 nó đã khác 0. Phương trình sau sẽ tương đương. Ở đây chúng ta sẽ đưa tất cả về cơ số 6, như vậy 1 nó bằng logarit cơ số 6 của 6. Biểu thức này thầy ghi lại. Và ở đây lưu ý x trừ 1 bình, như vậy hoàn toàn x trừ 1 nó có thể âm. Khi chúng ta hạ con số 2 này xuống thì chúng ta phải để đó là trị tuyệt đối. Như vậy tới đây chúng ta sẽ bằng là logarit cơ số 6 của 6 nhân cho x trừ 1 chia x cộng 7 bằng logarit cơ số 6 của tuyệt đối x trừ 1. Chúng ta sẽ tương đương. Chúng ta giải phương trình này bằng cách chúng ta có thể là phá trị tuyệt đối bằng cách xét dấu biểu thức trong trị tuyệt đối. Cụ thể chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp là x trừ 1 dương phá ra bằng chính nó và x trừ 1 âm phá ra. Chúng ta sẽ đổi dấu với biểu thức trong trị tuyệt đối. Chúng ta làm bình thường. Ở đây lưu ý, bởi vì x trừ 1 có thể âm nên khi chúng ta hạ xuống chúng ta phải để đó là trị tuyệt đối. Thầy quay lại câu khi nãy. Ở câu D khi nãy thầy sử dụng cách là gì? Thầy sẽ đưa số 2 này lên phía trên đây là x trừ 2 bình. Nhưng ngoài ra chúng ta có thể hạ số 2 này xuống. Chúng ta nhìn vào điều kiện là x trừ 2 dương và x trừ 4 hay không. Thì ở đây rõ ràng x trừ 4 vẫn có thể âm như thường. Thì khi chúng ta hạ số 2 xuống, chúng ta nhớ rằng chúng ta sẽ lấy trị tuyệt đối của x trừ 4. Tới đây chúng ta phá trị tuyệt đối và chúng ta giải quyết bình thường. Chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay.